mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 từ câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, với người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Khi 15 tuổi, Margaret Hermbrand là một thanh niên của phong trào thanh thiếu niên Đức Quốc xã ở Đức. Sau cuộc chiến, cô tìm hiểu về sự diệt chủng tại các trại tập trung của Đức Quốc xã và cô thật sự sửng sốt. Bỗng dưng, cô nhận ra rằng Hitler không phải là một người lãnh đạo đáng vinh dự như cô nghĩ. Cô thề sẽ không bao giờ tin vào người lớn nữa. Chính trong tâm trạng này mà Margaret cũng bắt đầu hồ nghi về thái độ vô thần của cô. Một ngày kia, cô cầu xin với Thiên Chúa: lạy Chúa, nếu Ngài thực sự hiện diện, hãy cho con những dấu hiệu. Khoảng thời gian này, tình cờ cô đọc Kinh Thánh. Cô cố gắng đọc một vài lần, nhưng chẳng tìm thấy ý nghĩa gì cả. Và rồi một đêm kia, cô lại cầm quyển sách ấy lên. Lần này nó thật có ý nghĩa. Sau này cô viết: điều gì đó đã đến với tôi khi tôi đọc những lời của Chúa Giêsu. Tôi biết rằng người đang sống. Tôi biết người ở đó. Tuy tôi không nghe và không thấy gì cả, nhưng Đức Giêsu thì có thật. Thật hơn bất cứ gì chung quanh tôi, bàn ghế, sách vở hay chậu kiểm. Tôi không còn cô độc. Cuộc đời tôi không còn là một ngõ cụt nữa. Một vài năm sau, khi 21 tuổi, Margaret đã trở nên một nữ tu của dòng Francisco. 25 năm sau, chị đã là một nữ tu truyền giáo và dạy học tại Nam Phi Châu. Câu chuyện của chị Margaret nói lên sự kiện là Thiên Chúa vẫn kêu gọi mỗi người ngày nay, cũng như Thiên Chúa đã kêu gọi ông Jonah trong thời Cựu Ước, kêu gọi ông Gia-cô-bê, Gio-an trong thời Tân Ước và trong bài tin mừng hôm nay. Khi chúng ta nói Thiên Chúa kêu gọi con người trở thành ngôn sứ của Chúa, hoặc Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ của người, trong trang tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu gọi các ông một cách gọn gàng và đơn sơ: hãy theo ta. Các ông tưởng như bị thôi miên, vừa nghe một tiếng nói đã đứng lên theo ngay, không suy nghĩ, không tính toán. Thật ra, bốn ông này không xa lạ gì với Chúa Giêsu. Ít ra, hai người đã biết Chúa Giêsu lúc ông Gioan tẩy giả giới thiệu cho Andre và Gioan khi Chúa Giêsu đi ngang qua. Ta có cảm giác là Đức Giêsu có cái nhìn hết sức lôi cuốn. Tất cả đều bắt đầu bằng một lời mời gọi: hãy theo ta. Các ông theo Chúa như là phải lòng, là bắt đầu yêu vậy. Thánh Marco còn kể lại, hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm và đi theo Ngài. Tác giả hình như muốn cho chúng ta thấy hai ông đã phải bỏ lại một hy sinh lớn lao. Hai ông không những bỏ chài lưới, nhưng bỏ cả cha già, tức là bỏ cả gia đình để theo Chúa. Chúa đã lôi cuốn được người ta bỏ mọi sự mà theo Ngài, mà Chúa cũng muốn cho người ta thấy rằng muốn theo Chúa thì phải bằng lòng bỏ lại tất cả. Các môn đệ đã đi theo Ngài một cách tin tưởng mà không hỏi xem Ngài sẽ dẫn các ông đi đến đâu và tương lai sẽ ra sao. Cũng không hỏi xem coi các ông đi theo Ngài để chia sẻ niềm vui, nhưng đồng thời cũng đồng lao cộng khổ phải không?
các ông đi theo Ngài để lãnh nhận lời giáo huấn, lấy đó là mẫu mực cho đời sống của mình trước hết, rồi sau đó là tuyên xưng giáo thuyết của Ngài và truyền bá tin mừng đó cho mọi người. Một linh mục dòng tên người Ấn tên là Anthony de Melo. Cha Anthony nói rằng, cha cảm thấy lời mời gọi của Chúa khi còn là một thanh niên. Khi cha Anthony cho phép mình đi tu làm linh mục, cha của Anthony đã trả lời rằng, không, ông chỉ còn lại hai người con gái, nên nhiệm vụ của Anthony là nối dõi tông đường. Sau đó, sau một thời gian 14 năm không sinh nở, mẹ của Anthony lại mang thai. Khi bà được đưa vào bệnh viện để sinh, Anthony đã chạy bộ 4 dặm đến nhà thương. Khi đến nơi, vừa thở hổn hển, Anthony vừa hỏi, đó là con trai hay con gái? Khi cha của anh trả lời, đó là con trai, Anthony liền nói, hay quá, thế là con có thể làm linh mục. Khi 16 tuổi, Anthony gia nhập một tiểu chủng viện ở Bombay. Sau đó, người trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Thật vậy, Thiên Chúa đang mời gọi con người trong thời đại này, cũng như Thiên Chúa đã mời gọi những ngôn sứ trong Kinh Thánh, và Thiên Chúa cũng đang mời gọi từng người nam, người nữ, từng người già cũng như người trẻ bước theo Chúa mỗi ngày. Và chính Ngài cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy theo Ngài. Vẫn chờ vẫn gọi tên con, Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu, Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, dù nhiều trong đoạn đường con đi, tuy nhiều khi gian khó ê chề, Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, dù nhiều chông gai nhưng tình con quyết không phai nhòa. Ngài yêu con,
môi mặn nồng tình Chúa mỹ miều. Tình Ngài yêu con làm sao đền đáp cho cần. Ôi tình yêu chưa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai, nhưng tình con quyết không phai nhòa. Dù nhiều chông gai, nhưng tình con quyết không phai nhòa.